Lẹ lẹ đi em ơi. Trời ơi, bà rửa rau, bà rửa lẹ lẹ nó coi. Kỹ kỹ giùm chút nghe, ba cái rau rừng này sâu không đó. Sắc lẹ lẹ tay lên em ơi. Nhanh nhanh lên. Trời đất ơi, nấu canh gì nước không vậy? Bỏ bột ngọt muối vô. Làm mặn mặn đi, ăn đỡ tốt không? Anh Giai, anh Giai. Anh em làm ly trà nhờ. Mấy cái đứa này á, làm mấy chuyện kia là hay. Nấu ăn dở dưới hạch. Mày em thật nha. Mấy em này nhìn ngọt nước thế. À, ông anh đã chén hết chưa? Hàng chợ anh không dùng. Anh là anh dùng hàng công ty hoặc là hàng xuất khẩu. Mà sao em không thấy đại ca đến đây bao giờ nhỉ? Ông ấy có tên tuổi số má gì không anh? Ở đất Bắc ấy, em nghe cũng có vài tên tuổi khét mù. Mày biết ai? Mày kể tao nghe. Thì Bắc ấy thì có ai nhỉ? Có Dũng Ó này, Tuấn Bưởi, Khánh Loan, Toàn B, Tùng Nghé. Không biết trong đấy có anh của mình không nhỉ? Mấy thằng đó rẻ tiền không tính. Anh nói như nào? Mấy ông đấy ở ngoài Bắc ấy, em thấy khét mù. Thằng Dũng Ó, đại ca làm đám giỗ với nó lâu rồi. Còn mấy thằng kia thì mới học nghề. Dũng Ó chết rồi á? Anh nói như nào ấy? Em nghe tháng trước nó vào miền Tây, nó quậy tưng bừng cơ mà. Mày đừng có nghe mấy cái báo lá cải. Ở ngoài Hà Nội á, bộ đội, bộ chảo là tao chỉ nghe thằng Dũng Ó đó thôi. Còn mấy thằng mới lên tao chưa có thay nghe thằng nào mà lấy cái nickname đó chứ. Cái đại ca của mình giết anh. Mà sao giết nó? Sống lạch đường bay với anh Sơn. Nhanh nhanh tay lên mày. Tới giờ cơm rồi mấy đứa ơi. Thời tiết nóng quá. Mày làm cái gì mà ngồi thừa mặt ra thế? Anh em mình cũng vào được mấy ngày rồi đấy. Mà chưa có thời gian nói chuyện với nhau. Hỏi thật nhá. Mày làm nghề này lâu chưa? Làm dấu gì? Trước ra tù, đi theo anh làm trong vũ trường. Rồi ông bị tóm. Tao lại sổ khám. Ra tù, chui ở đây xin làm. Mày đi án gì? Chém người. Vì tội thằng danh con, nó nhìn đều. Mày cũng là thằng chất đấy. Thế bị ông giáo bách đi mấy năm? 4 năm. Mày có tí tiền, ra sớm một tí. Nhà mà có điều kiện chạy trọt được ấy, không phải giọng vừa đâu. Mà sao không tìm công việc khác mà làm? Tội gì mà làm cái nghề này làm gì? Thật sự, ông bà già tao từ mặt tao lâu rồi. Ăn gì mà có tiền mà chạy cho tao. Có ông anh xã hội ấy, ông lo cho, về sớm ấy. Có người ngoài lo cho ấy, chắc hẳn mày cũng phải có chút bản lĩnh. Ta cũng biết võ, đánh đấm cũng tạm. Nhưng được cái là chém người không ăn bố con thằng nào. Này, sau vụ ở đây đã có dự tính gì chưa? Thôi làm biết đến đâu hai đấy, sau dự tính. Nếu chưa có gì, theo ta. Theo mày có bị gì? Không thiếu việc để làm. Công việc lại đúng với khả năng và sở trường của mày. Tiền ấy thì lại về rất đều. Chơi không? Nghe cũng hấp dẫn đấy. Mà thôi, cứ để xong vụ này đi, anh em mình tính tiếp.